Maybach S450 quý anh chị quý hàng ạ. Chiếc xe này thời điểm lăn bánh thì mọi người có thể phải bỏ ra đến 8 tỷ mấy. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chiếc này sản xuất năm 2017 và sau 6 năm sử dụng đến giờ thì nó chỉ còn có lừa giá thôi. Đó. Chiếc xe này màu trắng nổi tất kem, lăn bánh 5 vạn mai. Hiện tại bây giờ thì cửa hàng ô tô Tuấn Kiệt đang bán và giao dịch đến quý anh chị quý hàng với mức giá là trên 4 tỷ đồng một xíu thôi. Trên 4 tỷ đồng một xíu thôi quý anh chị quý hàng ạ. Chiếc xe mang ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem quý anh chị quý hàng nhá. Được trang bị cái đèn multibeam này, tự động điều chỉnh theo góc đánh lái nhá. Cảm biến quanh xe cam 360 với cam hồng ngoại là đủ cả luôn. Đó, rất đẹp luôn quý anh chị quý hàng ạ. Có xi nhan gương này, có cam trong bộ 360 tích hợp trên gương này. Đó. Viền chân kính, tay nắm cửa cũng như là viền ba mô lê cánh cửa thì đều được mạ chrome nhá. Có đầy đủ kiên với gâu cho kể cả bốn cánh cửa luôn. Và cái cánh cửa Maybach nhá thì nó sẽ cắt khác này. Đấy. Nó sẽ có thêm cột D và cột E khác so với lại S450 bản S-Class. Cửa hít nhá quý anh chị quý hàng nhá. Còn về cái chiều dài tổng thể của chiếc xe này. Chiếc này thì nó dài đến 5m4. Thế nên là nó rất là trường xe. Nó dài và trường xe. Nó sẽ cho cái không gian nội thất của chiếc xe này rộng hẳn hơn so với lại S-Class. Cốp mở điện đóng điện. Tuy nhiên thì nó được trang bị một cái tủ lạnh ở hàng ghế thứ hai thì làm cho cái khoang để đồ của chiếc Maybach này nó sẽ chật hẹp hơn so với S-Class một chút nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đó. Cốp mở điện đóng điện quý anh chị quý hàng ạ. Đây. Có rem che chắn nắng nhá quý anh chị quý hàng nhá. Toàn bộ là rem điện luôn. Và bốn ghế là đều chỉnh điện, đều có sấy sưởi làm mát. Nhiều ghế ba vị trí. Ly bạc nhá quý anh chị quý hàng nhá, tủ lạnh ở trong này. Đó. Dưới này thì có bàn làm việc. Đấy, dưới này có bàn làm việc này. Có cửa sổ trời kép panoramic. Có hai màn hình phục vụ media giải trí hàng sau. Đấy, có đệm đứng bắp chân cho hai ghế phía sau. Và phía sau cũng đầy đủ sấy sưởi làm mát. Đồng thời thì có thêm chức năng massage nữa. Đấy, hàng ghế sau này thì sẽ có thêm chức năng massage nhá. Rất tuyệt vời luôn quý anh chị quý hàng ạ. Chiếc này thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên cái sạc không dây. Sạc không dây cho hàng sau. Còn bình thường những chiếc xe khác thì chỉ có sạc không dây ở phía trước thôi. Đó, rất tuyệt vời luôn quý chị quý hàng. Đấy, không gian nó thêm 20 phân thì cái hàng sau này rất rộng nhá. Rất rộng luôn. Hít rất là nhẹ nhàng luôn. Đầy đủ cam 360. Cruise control. Đèn là gạt mưa là auto nhá quý anh chị quý hàng nhá. Lấy chuyển số, điều khiển giọng nói, đàn thoại trên tay. Đó, không thiếu gì luôn đâu quý anh chị quý hàng ạ. Cam hồng ngoại. Đó. Đây này quý anh chị quý hàng này. Muốn giới thiệu đến quý anh chị quý hàng một cái tính năng trên Maybach rất hay. Đó là cửa sổ trời này nó có thể đổi màu được ạ. Cửa sổ trời này nó có thể đổi màu được nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đấy. Và trên S-Class thường là không có, chỉ có Maybach thì mới có thôi nhá quý anh chị quý hàng nhá. Đó. Cũng có nước hoa kết hợp với lọc không khí để lưu thông không khí trong xe nhá. Đấy, Maybach. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, loa đây là loa xoay này. Và khi em tắt máy này, khi tắt máy đi này. Đấy, khi tắt máy đi thì loa nó sẽ tự động xoay tụt vào nhá. Âm thanh thương hiệu loa Boommeter, trang bị đến 26 loa. 28 loa, trên Maybach là 28 loa quý anh chị quý nhà ạ. Công suất 1600W. Rất hay luôn quý anh chị quý nhà nhá. Và chiếc này hiện tại có hơn 4 tỷ thôi quý anh chị quý hàng ạ. Cam kết với quý anh chị quý hàng là không nước va, không ngập nước, keo chỉ khung trần, máy số là nguyên zin. Đó, hỗ trợ trả góp cho quý anh chị quý hàng lên đến 70% giá trị xe. Quý anh chị quý hàng có nhu cầu nhấc máy liên hệ cho cửa hàng em theo số 0912 669955 gặp anh Tuấn hoặc qua trực tiếp cửa hàng địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cái chiếc xe này. Xin được cảm ơn quý anh chị quý hàng đã theo dõi video. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại video sau ạ.